Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quyết Thành. Ông ơi, em đã bao giờ nghe đến chú hề Pennywise chưa? Chú hề đấy là trong tiểu thuyết It. Chú hề rất thích bắt cóc trẻ con đang chạy lon ton nè. Ui, sợ lắm. Em sợ bị bắt cóc bởi vì em xinh gái. Xinh cái gì, trông như con tinh tinh mà bảo xinh các bạn ạ. Thôi, đừng, anh biết ốc sợ đánh anh rồi nên là ông sợ đúng không? Hôm nay sẽ gọi các bạn trong team Bê Quyết Thành để chúng ta cùng đi đến nhà chú hề It. Nếu mà chú hề It có đuổi bắt thì mình bảo các bạn ở lại chặn, còn mình chạy. Really nigga? À, cũng có lý, anh định gọi Huy với Bun chứ gì. Đúng rồi, và bây giờ trước khi vào video các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo ủng hộ tụi mình làm thật nhiều video mới nhá. Bây giờ đi thôi, hãy chuẩn bị một tâm lý vững vàng và sẵn sàng vào game. Huy với Bun cũng có kênh YouTube đây các bạn ạ. Bọn mình sẽ để ở dưới phần mô tả và phần bình luận. Các bạn hãy vào đấy follow và ủng hộ Bun và Huy nhá. Đúng rồi. Tựa game này có tên gì hả ốc? Escape Pennywise Mansion Scary Obby. Ê, chú hề Pennywise ấy. Nhìn quả răng là thấy hơi ghê rồi ốc ạ. Nhìn mặt y hệt Bê Quyết Thành. Làm gì răng của anh có giống như thế. Em được bốc phét đi. Ôi ơi, đầu gần gần. Sợ chưa. Hãy cho em bóng bay đấy, lấy bóng bay đi. Em không thèm. 5.000 em mua được một trùng to. Ông này cho bóng bay là bạn nhỏ nó lấy bóng bay của ông. Đúng. Đấy là ông ấy sẽ bắt. Đúng rồi, ông bắt cóc luôn đấy. Ôi, Huy Lô vào Bun này. Ôi, sao vừa vào đã ngã ngã đập đầu xuống đất tính ngất đấy Bun. Em có biết gì đâu, em vừa mới lên. Ôi, đây là nhà của chú hề Pennywise đúng không? Đúng rồi, anh đã rủ Huy Lơ. Đây là Huy Lơ mặc áo xanh này, Bun mặc áo đen này. Bun da đen các bạn ạ. Ui, bên cạnh có cái mask Grimace hả? Anh đi đeo mặt nạ quái vật đã bảo rồi. Quái vật phải đối đầu với quái vật thì quái vật mới sợ quái vật. Thế anh đi đầu tiên đi, dẫn đầu đi. Ê, nó bảo cái gì đấy ông? Follow to the balloon, tức là theo sau cái quả bóng bay. Đâu, quả bóng bay đâu? Ui, nhìn cửa sổ kìa, cửa sổ có mấy con mắt kìa. Ui, có 6 con mắt gì ạ? Anh nghĩ trong đấy là mắt quái vật đấy. Nhưng mà em đang thấy cái nhà này ông này bị đồng bóng hay sao? Toàn đèn led màu hồng ấy, ông này bị BD rồi. Đi vào trong mới biết được các em, thôi đi vào đi. Ui. Cửa đã bị đóng. Ui, Pennywise. Pennywise đầu to óc như con chim sẻ. Ôi, mình phải thoát ra khỏi đấy thôi. Bây giờ thấy cái quả bóng bay nó bay vào trong cửa kia không? Anh bảo ông ấy đầu to óc bằng quả nho chứ không phải óc bằng con chim sẻ đâu em ạ. Đây anh đi lên trên này anh thấy rất nhiều ảnh mặt kinh quá. Đấy là ảnh ông ấy tự chụp đúng không? Kiểu giơ điện thoại lên xong selfie như này này. Ông này kết bạn với cả là bà Master Valak kìa chị ơi. Thôi chắc là chị cặp em trong nhà. Anh bảo cái tivi, những cái tivi nhiễu này ấy, anh xem trong phim ma là hay có con ma chui từ trong đi ra lắm. Ghê cực. Bốc phết đi thôi. Cái em bảo anh thành bốc phết ít thôi. Anh thành bốc phết đi thôi. Ê, nhưng mà tôi cũng xem bộ phim đấy, lâu bò ra lô tóm cổ bạn ấy ghê lắm. Đấy, mấy cái đầu lâu không đổi được đâu. Đi vào trong cửa đi các em, anh thấy quả bóng bay đi vào trong này này. Vừa nãy anh thấy con Pennywise đi vào đấy đấy. Ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Ôi. Ảo ấy nhỉ? Một cái không gian mê hoặc gì đó. Ảo ma Canada thật. Nó thật ở đây có laser đấy. Rồi, nhảy qua nào các em, sẵn sàng chưa? Chưa. Ê, thú. Thôi. Ấy đại ơi. Huy Bun là Bun. Huy qua nhưng mà Bun chưa sẵn sàng. Bun hiểu rồi. Chờ Bun đi. Ôi anh ơi, em đi vào trong này như kiểu là em bị cảnh tiếp. Anh ạ. Em thề luôn, em toàn mới mắc chân vào cái laser này thôi. Nhảy cẩn thận vào xem nào. Gà quá đây này, đi này chậm hết cả hành trình của mọi người. Rồi ok. Đây là kiếp nạn thứ 83. Đây đằng trước có mấy cái gì đây? Đây là mấy cái quả bowling hình con ma sơ va lắc hay là con ma hề anh ạ. Đi qua đi, nó chặn mọi người đấy. Ủa anh Thành ơi, cái này nó không phải là nó đi theo một quỹ đạo đâu. Nó đi ngoằn nghèo á. Nó đi rích rắc kiểu gì á, mình phải tránh nó thôi. Đi thôi mọi người ơi. Các em ơi, anh Thành ra khỏi thế giới rồi. Anh bay ra khỏi map rồi. Đây. Đây, anh Thành chơi gà nhất của đất. Ê bạn ơi, anh em mình đứng đây để cổ vũ anh Thành. Anh Thành cố lên. Ok. Rồi. Nhảy qua quả bí. Quả bí ngô. Đây là những quả bí ngô, quả bí ma đấy. Halloween. Huy, Bun ơi em xem phim ít thôi. Anh Thành rồi. Mấy quả bí này Halloween hay có này. Bí ngô là đại diện cho con quỷ đấy. Halloween còn sơ mới đến. Còn lâu mới đến Halloween. Ui, xương sẩu đầu lâu các kiểu con đa điều kia. Ui nhưng mà vào trong này chảy hết cả mỡ anh chị ạ. Nóng quá. Huy nên vào trong này nhiều vào một tí. Đấy, qua luôn. Nếu như các bạn thấy anh Bê Quyết Thành chơi gà thì hay comment là anh Bê Quyết Thành chơi game cực gà các bạn. Chơi game quá hay nha các bạn, nhớ bình luận anh Quyết Thành chơi game quá hay nha các bạn nhá. Thấy Bun chơi hay nhất ạ. Đâu, ui. Đây như kiểu thư viện, trong này chắc là toàn chuyện ma đấy. Không. Kinh dị lúc nửa đêm, ui.
chắc là chuyện ngôn tình đấy. What the hell? Xoáy ca. Xoáy ca, trong nhà này chỉ có ma thôi, làm gì có xoáy ca. Này, đi cẩn thận, đi cẩn thận ạ. Đường này bạn ơi. Tôi phải chờ anh tôi bạn ạ. Tình nghĩa anh em ấy, tình nghĩa anh em ấy. Đây đây, anh tới rồi, anh tới rồi. Đây đây, quay lại anh em, quay lại. Sao? Lừa à? Đâu lối đi đâu mấy đứa? Đây đổi đường này anh ơi. Đi rồi anh ơi. Ui, cái mạng nhện to thế kia mình mà mắc vào mình còn bị dính đấy luôn mà. Ở đây nó ghi là nguy hiểm, phun nóng anh ạ, cẩn thận nó cháy đít đấy. À, mấy cái ống này nó xả hơi nóng này, các em mà bị thổi phát là các em bỏng đít luôn. Đi vào đây em cho anh chụp bóng bay này, trong này có chụp bóng bay to lắm. Đâu? Bóng bay đâu? Đây đây, trong này. Ui, lấy bóng bay. Ôi nhưng mà không vào được anh ạ. Bóng bay này chỉ để ngắm chứ không lấy được các bạn ạ, bóng bay lừa. Cẩn thận. Rồi. Ủa sao cái này mãi nó không xịt ra vậy? Đây. Đi, khẩn trương, đứng lại đã. Kìa, Bun đứng giữa đấy hả? Đây, em còn bị làm sao đâu. À, đồ ăn hại. Mình tới đây. Nhảy qua cái này đi. Cái này đơn giản. Nó trong chành ấy, nó sẽ trong chành ấy. Nó biết ngay mà. Đấy đó. Không phải nó trong chành, nó biến mất luôn. Nó lừa mình đây. Bun ơi, nhảy đi em ơi, cố lên em ơi. Nó lừa em. Rồi, đây rồi, em đứng với mọi người đây rồi. Đứng đợi ở đấy là thôi là toi. Chỗ này cái gì ấy? Tìm chìa khóa. Cửa này, cửa đằng sau anh ạ. Ờ, anh nghĩ là ở cái cửa có hình đầu lâu rồi này. Ui, chú ơi, Pennywise. Ui, có cả TV man, TV các kiểu con đang bay. Ờ, TV bàn ghế bay lơ lửng trên trần nhà, ảo ma cara thật. Đây có cửa đi xuống, anh chắc là nghĩ là đi xuống dưới này. Ui, trời cầm mình. Tầng hầm. Nhưng mà đây là cái phòng mà lúc đầu mình vào mà. Ờ, đi một đây vòng. Rồi, chìa khóa đây rồi, anh Thành tìm thấy chìa khóa dưới tầng hầm ấy mọi người ơi. Rồi làm sao nữa. Chạy. Ôi giời. Cái gì đang đu đu đấy, hiểu không? Ok. Đi lên thôi. Đâu nhỉ, cái cửa mà mình cần ấy chìa khóa đâu, bên này, cẩn thận nó va vào đường người đó. Đánh với, đi nhanh thế. Huy lơ đi nhanh quá. Wow, đây là một cái, như gọi là một cái gì em cũng không biết là cái mình gì. Mình sẽ nữa. Đi lên kiểu tháp ạ. Ờ. Đúng rồi, một cái chỗ này rất là cao, cầu thang đi mà tiền đình luôn, các bạn đã chạy vòng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu luôn. Ui ôi, gì đấy? Trong này có cái gì mà? Đây là cái nhà tù anh ạ, nhà tù ngày xưa. Một bạn đi qua bị thổi chích queo luôn. Anh nhìn vào trong này toàn đầu lâu xương sọ thôi. Ờ, đầu lâu xương sọ này kinh thực. Cẩn thận, nó phun ra bây giờ. Rồi luôn. Bẫy này. Bên này chú Hệ đặt rất nhiều bẫy nha mấy đứa, đi qua bên này đi nhanh lên. Huy đâu? Huy bên kia. Huy sợ quá, không dám chạy qua luôn. Bun thì bị nướng chín rồi. Ôi trời. Sao cái này nó dặn nhanh thế nhỉ? Nhanh lên các em ơi, bên này còn bẫy nữa mà. Cẩn thận. Lên. Đây, đi qua những cái bẫy này khó này. Đèn. Anh chạy một mạch qua luôn. Chỉ quá hay. Đi qua bẫy này khó nè. Đây có thang này mọi người ơi. Ở đây của em treo lên ở trên này. Ở đây giống như kiểu một cái động ở dưới lòng đất á. Đóng cửa lại đã. Úi giời ơi. Em cũng đi cùng được mọi người. Rồi, thang máy đang lên rồi. Lên gặp chú Hề tóm cổ luôn. À. Không gặp chú Hề mà gặp tranh của chú Hề. Nó dọa mình kìa các bạn kìa, nó nghĩ mình sợ. Ui bóng bay. Đi theo bóng bay. Ui. Ôi trời ơi, chú Hề bắt đầu bê quy hành rồi. À, tiêu cái này trở thành món ăn của chú Hề rồi. À. Ui trong này nhiều phòng lắm. Như kiểu mê cung ý. Đúng mê cung rồi, hành lang dài lắm. Chú Hề cứ đuổi đằng sau anh thôi. Đây có hai đường. Đây. Đây rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Đây, bật cửa ra, anh đi với. Ok. Đi nhanh kia rồi. Không sao, trình độ cao của mình sẽ không bị chết đâu các bạn. Ôi, trình độ cao. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Chắc hôm sau em sẽ đi cùng em quê chơi cùng với Huy thôi, em không chơi cùng anh ở đâu. Đây, quá trình độ em cao. Em không luôn. Thể chơi cùng một người chơi ngu dốt như anh đấy, được. Chơi cẩn thận một cái là qua luôn. Ôi, kia ấy. Một cái phòng khác. À. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra, nó ăn luôn Bê Quy Thành của các anh. Ăn thịt hết tất cả mọi người luôn anh ơi. Ăn tất cả mọi người luôn. Ôi kinh vậy. Ảo thế nhỉ. Tại thịt anh ngon đấy, ok thích ăn nhảy này. Nhảy cái nó chuẩn vào xem nào. Nhảy đấy. Đúng vào giữa cái đầu lâu xem nào. Nhảy lên cái xương rồi. Có thế thôi, làm cái gì mà cái ghê chết ra. Thôi trời. Chọn cửa à, chọn sai là chết này.
Ê, chọn cái cửa Em xanh thí điểm kìa. Trước, em thí điểm cái cửa xanh xanh dương này trước. Ui, dài túm luôn ạ. Huy chọn đi, Huy chọn đi. Em ơi, em là người thuận tay tay phải nên là em sẽ chọn cái cửa ở giữa. Vậy là phải rồi. Anh nghĩ là cửa đầu tiên. Cửa đầu tiên cũng sai nha. Vậy là chỉ có cửa số 2 và cửa cuối cùng đúng không? Ok, đâu? Cửa cuối cùng rồi mọi người ạ, cửa cuối cùng rồi. Em thấy cái bàn tay ở cửa cuối cùng này. Ok. Ui, có cái bồn tắm. Ở đây có một cái bồn tắm. Ui, có cái gì? Có rán. Sushi. Bồn tắm sushi anh ạ, toàn tiết canh thôi. Sushi cái gì? Anh nghĩ là dưới này chắc là lòng phèo, lòng tim phèo phổi hoặc là một con quái vật bạch tuộc ở trong bồn tắm thôi. Đi đi. Không phải nó ăn thịt mình đấy. Bơm cái bồn tắm anh ạ. Ôi, mình phải nhảy vào đây thì mới đi. Nhảy xuống cái chỗ thoát nước của bồn cầu. Đây là một cái mật đạo mà mình chưa lường trước là ai đấy đã đào ở đây và rất nhiều rán thì thôi đi, không rán nó bầu đầy người ấy, các em. Đi. Trời ơi, anh quá béo đấy David Thành ạ. Anh béo gì đâu, anh mới chỉ uống cốc Grimmert tí thôi mà. Anh quá béo, anh không được chui vừa chỗ đấy. Cẩn thận nó phì hơi ra. Nói rồi. Ôi, dòng lên trên ông cũng chết. Khôn lỏi không được các bạn ạ. Ấy, tình như anh nghe đấy các bạn ạ. Anh Huy Thành là chờ mình với cả Bun để thí trước. Xong rồi anh mới nhảy qua. Đấy, nghiệp quật không chiều một ai. Không sao đâu, không sao. Trình lấy độ, đà, lấy đà đi. Trình độ cao. Nhảy qua. Huy à. Ôi, là Huy ơi, chị rất là hy vọng vào em. Chị đã định là gì chơi game em mà từ bỏ bên Huy Thành gì. Bên Huy Thành chơi game quá ngu. Đấy, Huy bây giờ, Huy đứng bét cái kiểu đấy. Huy không qua được, đừng chơi game với Huy. Nhảy qua nó đi. Ok. Huy mất tích rồi các bạn ạ, Huy mất tích. Đây rồi, em quay lại rồi. Đấy, sao mà làm khó được em chỉ chết một lần thôi. Nào, đi qua đây. Ê, cái phao này. Nó sẽ trôi qua bên kia đúng không? Ôi, chưa chết à. Chưa chết. Không có phao đi. Ôi chết rồi, chết rồi. Bây giờ không có phao làm nào đấy các bạn ơi. À đây rồi, may quá có cái hé. Huy quá đen. Mình đang với Bun đang trôi đi đâu không bạn? Mình nghĩ là Bun mới là người chơi giỏi nhất. Chắc là tập sau mình sẽ chơi với Bun. Ôi, là lốc lốc rồi. Wow, được đây. Đây rồi. Trình độ cao. Được đây, Bun đâu rồi? Bun mất tích rồi. Đấy các bạn, mình luôn luôn là người đi trước các bạn ạ. Bun ơi, em bị chết tiếp à? Em lấy hẹo rồi. Em phải nhìn thấy ống cống một phát, em phải nhảy bỏ cái phao ra. Có một cái ống cống trên đầu á. Cứ đi đấy. Nay em nhảy đúng rồi, xong em không thấy anh đâu, em quay lại em tìm anh thì em rơi một phát luôn. Tìm cái gì mà tìm, bây giờ chúng ta sẽ đứng đây đợi Bun nha các bạn. Đấy. À, chắc là đợi Bun lâu đây vì Bun chơi game không có giỏi nên mình sẽ ngủ. À. 2000 years later. Đấy. Ai à? Đâu à đây. Thể hiện trên cây cột điện được đấy. Rồi, đi qua bên này đi. Ok. Đây trong này có gì? Cái thang leo lên được. Leo lên trên này, anh nghĩ là chúng ta sẽ thoát ra được đấy. Ui. Trong này tối quá. Ủa cái gì đây lại nữa? À, cẩn thận gió nha, gió nha. Gió to nhá. Có cái tip gì đi qua ơi. Gió không? Đó chính là vừa đi vừa nhảy đúng không? Không. Hay là cứ đi bình thường. Anh đành đủ đêm nha, em thấy rồi. Anh có đủ gì đâu, anh đừng đi mà. Nhìn. Ê, rồi. Quan nào qua. Rồi, hay quá. Chắc là chúng ta sẽ đi phải đi vào đây đấy, ốc ạ. Đúng rồi, em nghĩ thế. Ở đây có cái mũi tên bàn tay chỉ là nhảy lên đây kìa. Nhảy lên xong rồi là mình mở cái cửa đấy ra là được. Mở ra, chui lên mấy đứa. Mở. Ok. Cũng mở được anh ạ. Mở được. Mở được, bấm liên tiếp vào, là được ạ. Ok. Nhảy lên giường của Pennywise. Kinh. Cố lên mọi người ơi, cố lên. Lên đây, anh đã thấy ở trên giường này không thấy ông Pennywise đâu, chứng tỏ ông Pennywise đang lượn lờ quanh đây đấy. Chuyện reading để đọc các bạn. Chuyện thì để chả để đọc, cái chuyện để làm gì. Nhầm. Đây ơi. Bun bị kẹt à? Chê này. Đây rồi. Đó, anh nhảy qua bên này luôn. Ui, cẩn thận, chết đây. Nó lủng phải lấy đà hiểu không? Không phải đâu, nó lủng lẳng, phải cẩn thận các bạn. Đừng cái này xa thêm một tí. Đấy, đúng rồi. Giỏi đấy, thông minh à. Quá hay luôn, chơi quá hay luôn. Bun đâu? Bun lại chết à? Em bị ra đảo rồi, em bị chui ra đâu ạ? Bun đi ra khỏi đảo rồi. Bun bị Pennywise bắt ăn thịt rồi. Ui, vết chân của ông ta này to chưa? Em nó quay trở lại rồi đây. Đâu, quay lên nhanh đi. Đâu? Kìa.
Cố lên, cố lên. Đúng rồi. Cha dỗ, cha dỗ. Yes. Hay quá. Rồi đi qua bên này bên nào. Ui, vết chân của ông ta đi vào cái cửa này mấy đứa ơi. Chúng ta truy sát Pennywise à, điên à. Mình phải đi vào cái chỗ mà không có vết chân của ông đấy chứ. Chả có gì. Ai mà biết được. Ôi, anh quả bóng. Một lần lông lốc anh định lát mét rồi. Cẩn thận nha, đi. Đi xuôi, đi xuôi, vào, 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 trốn, 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 trốn. Ông ấy thả quả bóng khổng lồ lan qua. Rồi, chạy theo, trốn vào chỗ của Huy. Hello, hello, hello. Chạy thẳng về cửa này được anh ơi, chạy thẳng về cửa được. Từ từ, anh phải cẩn thận các em ạ. Quả này nó lan anh nữa là thôi đấy. Anh Thành phải cẩn thận vì anh Thành già rồi, không liều. Anh già rồi, anh mặc như thế anh chích kẹo. Ủa, bên dưới toàn trông kìa. Cẩn thận, đi hết sức cẩn thận. Đi thăng bằng ạ. Ok. Lên nồi, lên nồi, lên nồi. Nhìn thấy sợ quá. Yeah, đồ nè. À, một bạn rụng xuống rồi, chết queo rồi. Không ai rụng bạn ạ, đoạn này không ai rụng hết. Rồi, đến một chỗ mới. Đây là đâu? Ra ngoài rồi còn đâu. Rồi luôn. Rồi xong. Rồi luôn. Phải chạy luôn, phải chạy luôn. Nhìn mặt nó bị đen xì kìa. Kinh quá các bạn ơi. Huy Lơ bị nó bắt rồi. Ôi, cái mặt của nó vừa ăn thịt ai á. Rồi chạy sao? Ra khỏi đây, đúng rồi, ra khỏi đây, chỗ này. Nhảy rồi lên thùng rác, nhảy xuống. Thoát khỏi ngôi nhà của Pennywise rồi. Chào các em, bọn chị đi đây. Anh đi đây nha. Ôi. À, Bun đây rồi. Thôi chào Huy nhá, Bun với anh Thành với chị đi đây. Trời ơi, em bị ngồi xuống đáy xã hội rồi, chưa được hồi sinh lại. Huy ơi, xin vĩnh biệt Huy. Thôi đi, ở lại vui vẻ nha. Không, không, em thôi, chào em, chúc em may mắn là sao. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay mình cùng team bên Quyết Thành đã đi khám phá nhà của Pennywise và có mỗi mình với Bun thoát ra khỏi được thôi. À đâu, Huy cũng thoát được rồi. Sau hồi vất vả thì Huy đã thoát ra rồi các bạn ạ. Và nếu các bạn thích video đừng quên bấm like video, đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo ủng hộ tụi mình đang thần nhiều em mới nha. Và đừng quên đăng ký kênh của Huy cũng như là Bun. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả và mình lại nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye, see you. Bye bye các bạn.